cho các bạn. Đôi khi con bạn sẽ hỏi là con đi vệ sinh trong bụng mẹ bằng cách nào vậy? Thì hôm nay vietxahoi.com sẽ tư vấn cho các bạn cách để trả lời câu hỏi này nha. Các em thường sẽ hỏi là khi con ở trong bụng mẹ thì ăn thức ăn như thế nào hả mẹ? Đi vệ sinh như thế nào? Cha mẹ cần phải trả lời rằng khi các con ở trong bụng mẹ, dây rốn sẽ nói liền bé với mẹ. Trong dây rốn có hai cái ống dẫn. Trong hai ống này có rất nhiều nhân công vận chuyển, gọi là hồng cầu. Những chất dinh dưỡng mà mẹ ăn vào sẽ được đưa đến cơ thể của con qua một ống dẫn. Còn những chất thải sẽ đi qua từ một ống dẫn khác vào cơ thể mẹ. Những chất thải này ở trong cơ thể mẹ sẽ biến thành phân của mẹ. Ngày nào mẹ cũng ăn trứng gà, thịt, hoa quả, rau xanh và dây rốn đem những chất dinh dưỡng sản sinh từ những thức ăn này cung cấp cho em bé ở trong bụng. Sau khi sinh em bé ra, bác sĩ phải cắt cái dây rốn đi để tách rời mẹ và bé. Bé phải tự hít thở không khí, phải tự ăn uống, phải tự đi vệ sinh. Dây rốn cắt đi xong trên bụng bé vẫn còn giữ lại một đoạn cuốn rốn. Đoạn cuốn rốn này sau khi bé sinh ra được 7 ngày sẽ tự rụng, hình thành lỗ rốn trên bụng của bé. Bây giờ các con có thể sờ vào chỗ dây rốn bị rụng mà xem, huyết mạch của bé và mẹ chính là được nối liền thông qua cái dây rốn này đó. Mỗi lần nghe đến đây thì chắc chắn các bé đều nói, mẹ ơi mẹ thật là vất vả, vừa phải ăn hộ cho con, vừa phải đi vệ sinh hộ cho con nữa. Thì các bé dần sẽ dần sờ lên rốn của mình, mắt ánh lên niềm vui, dường như đang tưởng tượng mình ở trong bụng mẹ, được mẹ bao bọc như thế nào. Sự chú ý của các em không dừng lại ở câu hỏi là con ở trong bụng mẹ làm sao để ăn thức ăn, làm sao để đi vệ sinh nữa, mà sẽ chuyển thành trải nghiệm cảm giác của mẹ. Cách tư duy của các bé chủ yếu là tư duy hình tượng. Nếu như chúng ta không nói cho các con quá trình cụ thể này, các con làm sao mà hiểu được tình yêu thương của mẹ? Chúng ta thường nói quan hệ máu thịt của con cũng là máu thịt của mẹ là như vậy. Đây chính là cách kết nối cảm xúc giữa mẹ và con thật tuyệt vời phải không nào? vietxahoi.com tin chắc rằng con sẽ thương mẹ thật nhiều sau tình huống này đó. Nhớ ghé thăm website vietxahoi.com các bạn nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.